nghe được phương trần lời nói lúc vấn tình trên mặt rõ ràng hiện ra ngốc trệ mê hoặc không hiểu thần sắc thứ gì hả vấn tình không khỏi hỏi ngươi không phải dung thần thiên đệ tử phương trần dừng một chút nghiêm túc hồi đáp đúng tiền bối ta không phải thật thật tiền bối vãn bối là đạm nhiên tông ngắn gọn đối thoại sau đó vấn tình lộ lâm vào lâu dài trầm mặc trên mặt tràn ngập mê hoặc sau đó vấn tình cau mày bình tĩnh nói dung thần thiên tông chủ cùng tổ sư đâu bọn họ chết rồi vẫn là nói đầu óc của bọn hắn bị thiên ma ăn bị yêu thù ăn vẫn là nói bị thiên ma cùng yêu thù sau khi ăn xong lôi ra đến lần nữa tân trang về trên đầu của bọn hắn rồi nhìn lấy tâm tình bình tĩnh ngôn từ kích động vấn tình phương trần không dám nói lời nào vấn tình hiện tại vô cùng phẫn nộ hắn đối phương trần không ý kiến hắn đối lấy quý vân thác làm đại biểu tông môn cao tầng cùng hiện tại thanh tình tất cả tổ sư vô cùng phẫn nộ thứ chó má gì đắp phân lớn lên sao không phải dung thần thiên đệ từ đều bỏ vào đến điên rồi phương trần cười khan nói Vấn tình tiền bối, kỳ thật không phải dung thần thiên tông chủ cùng tổ sư thả ta tới. Hắn nhìn vấn tình phản ứng, cảm giác đối phương khả năng bởi vì ngủ say, không biết mình là bị vấn tình lộ chủ động mời mới tiền đến. Nhưng, Phương Trần không dám nói thẳng. Dù sao, vấn tình vừa mời mắng ác như vậy, nếu là nói thẳng ra chân tướng, ân, cái trang diện này chẳng phải tương đương lùng túng Nga. À. Vấn tình hỏi ngược lại, đó là ai? Ngạch, Phương Trần vội ho một tiếng, biển chuyển nói, tội như là chính ta bay vào được mà nghe được phương trần lời nói vấn tình kém chút cho là mình nghe lầm ngươi đang nói đùa gì vậy chính mình bay vào được nói đùa cái gì tiền bối chuyện là như thế này phương trần lộ ra uyển chuyển nụ cười cái này cũng là nhạc tổ sư vì thay đồ đệ của hắn điền sơn liễu tiền bối tìm kiếm chân chính đạo đồ phương hướng mở ra thịnh thế mỹ cảnh sau đó ta ngay lúc này không biết rõ tình hình bay lên tiến nhập thịnh thế mỹ cảnh mà ta rời đi thịnh thế mỹ cảnh về sau nên không hiểu rõ bay vào vấn tình lộ Nói xong, Phương Trần sờ lên cái mũi, lúng túng cười một chút. Ha ha, chính là như vậy. Vấn tình, hắn nghe rõ. Không phải dung thần thiên người thả Phương Trần tiền đến, là vấn tình lộ thả Phương Trần tiền đến. Nói như vậy, chân chính đầu óc xảy ra vấn đề chính là... Vấn tình bắt đầu không nói. chơi trầm mặc rất lâu nhọn sau đó, vấn tình mới nói. Ta trả xét một chút, ta đã biết là thịnh thế mỹ cảnh mở ra vấn tình lộ nói như vậy có thể là tổ tiên đạo niệm gặp ngươi nắm giữ hai phần truyền thừa vô tiền khoáng hậu, sau đó chủ động mở ra vấn tình lộ, thả ngươi tiền đến nha. À? cái kia nhưng thật ra là tổ tiên đầu óc xảy ra vấn đề. à, cũng đúng, bọn họ vốn là không có đầu óc. phương trần. sau đó vấn tình nói ra cái kia đã như vậy, ngươi có muốn hay không thêm vào chúng ta dung thần thiên hai pháp kiêm đủ, trước đó chưa từng có. ngươi sinh ra liền hẳn là ta dung thần thiên người. Ngươi chỉ cần đi vào ta tông, lập tức chân truyền, ta gặp ngươi kim đàn bát phẩm tu vi, chắc hẳn ngắn thì ba năm, lâu là mười năm, nhất định có thể bước vào nguyên anh, đến lúc đó, thánh tử vị trí cũng không nói chơi. Phương Trần gặp vấn tình như thế trực tiếp, không khỏi cười khan một tiếng, đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng ta đã là đạm nhiên tông chân truyền. Vấn tình hỏi ngược lại, chân truyền liền chân truyền, chẳng lẽ không thể rời đi sao? Ngươi có cái gì không thể rời đi đạm nhiên tông lý do? Ngươi tại đạm nhiên tông bái sư sao? Phương Trần do dự một chút nói, sư tôn ta tại đạm nhiên tông sinh hoạt, vấn tình lại nở nụ cười. Cái kia ngươi dạng này kiểu này tránh trả lời ta, không để nói rõ sư tôn của ngươi không phải đạm nhiên tông người sao. Phương Trần nghe vậy, nhất thời nghẹn ở, thật thông minh, vấn tình tự tin cười một tiếng. Vậy dạng này đi, dung thần thiên cũng có thể đơn độc ra một khối địa phương để ngươi sư tôn tới sinh hoạt. Căn đoan so đạm nhiên tông càng cao quy cách. Phương Trần, cái này còn không hài lòng, anh ta đã biết, vấn tình nói ra, người hứa thích nữ nhân là đạm nhiên tông đệ tử á. Phương Trần Anh một tiếng, đúng, tiền bố liệu sự như thần, vấn tình nói ra, cái kia nếu như vậy, ngươi để cho nàng cũng tới tu luyện âm dương giao hợp, lấy thiên tư của ngươi, có thể cùng ngươi tiến tới cùng nhau. Chắc hẳn thiên tư không yếu đi nơi nào, nói không trừng thánh nữ vị trí, cũng dễ như trở bàn tay. Nàng á, à, Phương Trần Do dự một chút, nói ra, nàng hẳn là tu không được âm dương giao hợp, Khương ngưng y từng đổi cái khác kiếm đạo, đều không đổi được. Nếu là muốn vứt bỏ vô tình kiếm đạo, chuyên tu âm dương giao hợp, chắc hẳn cũng là không thể nào, nhiều lắm là cũng là dùng bên trong chiêu thức thuật pháp mà thôi. Nhưng lần trở lại này đáp lại là làm nên vấn tình sững sờ. Vì sao? Phương Trần, bởi vì nàng tu luyện vô tình kiếm đạo, vấn tình, chẳng diện lại lâm vào một trận yên tĩnh. Một lát sau, vấn tình hỏi, ngươi nói cái này vô tình kiếm đạo, là ta biết cái kia tu luyện đến đại thành, có khả năng sẽ chém giết bạn thân đạo lữ, dùng cái này chứng đạo vô tình kiếm đạo sao? Phương Trần gật đầu, vấn tình, cái kia nàng thiên tu thế nào ngươi cảm thấy nàng có khả năng tu luyện tới đại thành cảnh giới sao phương trần có thể chứ ta còn thấy nàng nhất định là đạm nhiên tông không tương lai để nhất kiếm tu Vẫn tinh nhìn về phía phương trần ánh mắt đã bắt đầu biến đến mê hoặc lên nhiều lần muốn nói lại thôi sau cùng mới nói ngươi cái này sự định hướng thật đặc biệt đó ta còn tưởng rằng ngươi mi thanh mục tú nói chuyện cẩn thận vốn phải là một cái an phận thủ thương người không nghĩ tới ngươi ưa thích du tẩu tại kề cận cái chết xem ra ngươi là một cái rất ưa thích tìm kiếm kích thích người người vẫn rất có tương phản. Cung lý giai, dung thần thiên rất nhiều ra về đạo mạo người, sau lưng đều là như thế. Phương Trần, vấn tình suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Vậy ngươi không sợ giết phu chứng đạo sao? Phương Trần, tiên bối, ta đối với ta rất có tự tin, ta cảm thấy ta sẽ không để cho loại chuyện đó xuất hiện. Vấn tình nhiều mai, ngươi vừa mới nói nàng là tương lai đệ nhất kiểm tu, hiện tại lại nói như vậy. Hả không mâu thuẫn, ngươi ở đâu ra tự tin? Phương Trần cười khan một tiếng, sư tôn tà công pháp đem đến cho ta. Trên thực tế, Phương Trần không sợ giết phù chứng đạo, chủ yếu vẫn là bởi vì dựa theo hệ thống quy định, chính mình chỉ cần không phản bội Khương Ngưng Y, Khương Ngưng Y liền không cách nào giết chết chính mình. Dưới loại tình huống này, giết phù chứng đạo là tuyệt đối không có khả năng. Suy nghĩ một chút, vấn tình lắc đầu, nói ra, được rồi, ta cũng biết muốn người đầu nhập ta dung thần thiên môn hạ, rất không có khả năng, dù sao người đã là đạm nhiên tông chân truyền, chắc hẳn đạm nhiên tông cũng vì ngươi lượng thân mà làm chân truyền pháp bảo. Thôi được, đã như vậy người ta liền kết một thiện duyên về sau nhiều đến dung thần thiên đi lại là được tình duyên cốc bị dựng đảo phong nguyệt sơn các đàm tính chi địa phần thân động bảo khí nhai vạn cảnh khách sạn các loại song tu thánh địa người muốn đi đều có thể đi thậm chí ngươi nếu là cùng cái kia giết phù chứng đạo khục xin lỗi đạo lỡ của ngươi cãi nhau cũng có thể đi độc nhạc các vấn tâm viện thiên địa thanh tâm cư đây đều là tự mình một người thích hợp ngốc địa phương nếu là có người ngăn cản người liền nói là ta cho phép phương trần nghe vậy nội tâm ấm áp vội cung kính hành lễ đa tạ tiền bối hậu ái vấn tình nói ra mặt khác ta vừa vừa mới nói ngươi như là thông qua khảo nghiệm của ta ta sẽ cho ngươi ta quả tặng tuy nói ngươi bởi vì không phải ta tông đệ tử vấn tình lộ khảo nghiệm đã thất bại nhưng tại ta chỗ này ngươi thật sự là thành công thông qua được đã như vậy ngươi liền cất kỹ ta quả tặng a nghe vậy phương trần nội tâm ấm áp càng nặng lại lần nữa hành lễ đa tạ tiền bối vấn tình tiền bối thật là một cái người tốt tốt khí linh nha đến lấy được Vấn tình không biết từ chỗ nào lấy ra một cái giới chi ném cho Phương Trần nói ra trong này tất cả đều là song tu pháp bảo cùng đan dược lúc đầu là cùng đan đỉnh thiên cùng quần linh động thiên đạo hữu thương lượng đi ra Cầm lên ta có thể cam đoan người tương lai ngàn năm song tu tuế nguyệt trùng loại phong phú tuyệt sẽ không nhàm chán Phương Trần nghe nói như thế nhắc thời giật mình vô ý thức tiết được giới chỉ thần thức dò vào nhìn lướt qua về sau lập tức trợn mắt hốc mồm anh giờ khắc này Phương Trần nhãn giới hung hăng mở rộng sau đó, phương trần lấy tay đem mở ra miệng đẩy trở về, đối với vấn tình nói ra, tiền bối hậu ái, văn bối không thể báo đáp, không nếu như thế, văn bối đem mẫu nhiên đoạt được thất tình lục dục giao dung đại pháp viết xuống đến, dùng cái này để báo đáp lại, tiền bối cảm thấy thế nào? nghe vậy, vấn tình khẽ trao mày, vốn muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, cũng được, nhưng ngươi không cần cho ta, ta không cần, ngươi nếu là muốn viết, chỉ viết cho dung thần thiên tổ sư là đủ ngươi để bọn hắn cầm lấy đi nghiên cứu một chút tâm hình sơn nhìn xem có thể hay không lại ngưng tụ ra chân chính thịnh thế mỹ cảnh vấn tình không nghĩ thất tình lục dục giao dung đại pháp tại dung thần thiên bên trong lại lần nữa lưu truyền ra đến nên cho có chút cảm tình thay đổi đảo lữ đem độc thủ vươn hướng bên gối người nhưng những năm gần đây thịnh thế mỹ cảnh hoàn toàn chính xác không có năm đó uy lực bây giờ đã phương trần hữu duyên đạt được thất tình lục dục giao dung đại pháp chân chính truyền thừa cái kia vấn tình cho rằng có lẽ cái này cũng có thể là dung thần thiên một cơ hội không thể nói được tâm hình sơn có thể thay thế thất tình lục dục phiến địa vị nghe xong vấn tình mà nói về sau phương trần lập tức gật đầu vâng tiền bối tinh dạ phong không phải phương trần truyền cái này vấn tình lộ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì người làm sao lại thất bại đâu nhìn lấy từ trên trời rớt xuống phương trần nhạc tinh dạ mặt mũi tràn đầy không hiểu hắn vô pháp tiếp nhận phương trần làm sao lại thất bại Bình thường thí luyện quá trình đều là đệ tử tiến vào, kích phát vấn tình lộ, sau đó bắt đầu kinh lịch khảo nghiệm, cuối cùng được xuất đạo đồ phương hướng, thông qua khảo nghiệm. Nhạc tinh dạ vốn là ý nghĩ chính là, cái này quá trình, Phương Trần Tuyệt sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Nhưng làm sao lại thành dạng này đây? Giờ phút này, Phương Trần trên mặt có chút xấu hổ. Tại vấn tình lộ bên trong cùng vấn tình kết thúc đối thoại về sau, vấn tình liền đem hắn đưa đi ra. Mà bây giờ, đối mặt nhạc tinh dạ hỏi thăm, Phương Trần chỉ có thể thành thật trả lời nói. Nhạc tổ sư, chuyện là như thế này vấn tình điên bồi nói ta còn không phải dung thần thiên đệ tử cho nên ta không thể thông qua vấn tình lộ thí luyện cho nên liền thất bại nhạc tinh dạ kinh ngạc cái gì vấn tình tiền mối tỉnh chưa vấn tình lộ khí linh thực lực không có nhạc tinh dạ cường đại nhưng ấn tu lịch nhạc tinh dạ đều là hắn hậu bối hôm một tiếng tiền bối hoàn toàn là chuyện đương nhiên đúng phương trần gật đầu nói tiền bối làm sao lại tỉnh đâu trước kia có thể không ai có thể mừng tỉnh hắn nhạc tinh dạ thì thào đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên ta đã biết tất nhiên là bởi vì ngươi ngộ được hai pháp từ chất kinh người lệnh tiền bối đều không nhịn được muốn ra tới nhìn ngươi một chút nghe nói như thế sau lưng khương ngưng y khẽ gật đầu phương sư huynh hẳn là như thế nhưng phương trần lập tức liền dừng lại sau đó nhạc tinh dạ lộ ra tiếc nuối hắn hiểu được đoán chừng là vấn tình tiền bối không muốn cướp đoạt đạm nhiên tông đệ tử cho nên nhường phương trần thí luyện thất bại sau đó nhạc tinh dạ nhường điền sơn liễu tiến vào vấn tình lộ đã vấn tình tỉnh lại mà nói vậy thì thật là tốt nhưng điền sơn liễu đi trước vấn tình lộ cùng vấn tình trò chuyện chút hỏi một chút ưa thích công pháp loại tình huống này phải nên làm như thế nào mà điền sơn liệu tiến vào vấn tình lộ về sau quý vân thác thì là cùng phương trần bắt chuyện qua trước tiên rời đi hắn mục đích tới nơi này chủ yếu là lo lắng phương trần lại đem thất tình lục dục phiến cho kêu đến hiện tại gặp không chuyện phát sinh tự nhiên là mau chóng rời đi sau đó phương trần cùng nhạc tinh dạ muốn hỏi tình để cho mình đem công pháp giao cho bọn hắn những tổ sư này sự tình nhạc tinh dạ lập tức nhường phương trần trước quay về trong đình hắn sau đó bay đi tuyết cảnh thuyền nói muốn lấy vài thứ thấy thế phương trần không có ngăn cản ngồi trở lại khương ngưng y bên người khương ngưng y hỏi sư huynh vấn tình lộ bên trong không có xảy ra chuyện gì à không có va xét gì ngươi yên tâm phương trần hồi đáp khương ngưng y lộ ra cười yếu ớt xem như yên tâm lúc này dư Hùng tiền tới dùng đầu hổ lấy phương trần ngươi cũng tới quan tâm ta phương trần không khỏi xứng sờ không có ta biết ngươi không có va xét gì dư không lắc đầu phương trần có sao không hắn có thể không biết sao Toàn bộ hành trình không có chóng đầu, cho thấy Phương Trần liền tự bạo đều không cần, cái này vẫn tình lộ thí luyện tuyệt đối không có khả năng có va sức. Vậy ngươi làm gì? Phương Trần sững sờ, Dực Hung cười hắc hắc, ta muốn lên bàn. Phương Trần, hắn còn chưa hiểu Dực Hung lời này, kết quả quay đầu nhìn lại, phát hiện Nhạc Tinh Dạ chính cầm lấy linh trà bánh ngọt khi đi tới, nhất thời rơi vào trầm tư. Sau đó, Nhạc Tinh Dạ trở lại đình, Phương Trần tiện lợi tác viết ra thất tình lục dục giao dùng đại pháp giao cho Nhạc Tinh Dạ hắn không có cách nào giống lệ phục như thế trực tiếp đem công pháp liền mang theo truyền thừa chuyển vận đến nhạc tinh dạ trong đầu cho nên chỉ có thể viết tay mà nhạc tinh dạ nghe được phương trần muốn hỏi tình dự định về sau lâm vào trầm tư sau đó đối phương trần thật sâu hành lễ nói tạ làm đến phương trần thụ sùng nhược kinh vội vàng trả một cái càng cung kính lễ sau đó nhạc tinh dạ không tiếp tục làm sao biểu đạt cảm tạ trực tiếp nói sang chuyện khác cho tới điền sơn liễu trên thân nhờ vào đó phương trần huyền chuyện hỏi thăm một chút liên quan tới điền sơn liễu giới tính sự tình hắn lúc này mới biết được điền sơn liễu thể chất đặc thù loài lưỡng tính bởi vì ưa thích người mà biến hóa giới tính mà bởi vì nàng ưa thích đồng tính cho nên thích phương trần lúc liền biến thành nam tính thích trong tông môn nữ tổ sư lúc thi triệt để nữ tính nghe nhạc tinh dạ trong lúc nói cười nói xong điền sơn liễu tình huống về sau phương trần đồng từ địa chấn cái này cái này cái này ba ngày sau dung thần thiên bên ngoài một chỗ truyền tống trận một khe hở không gian mở ra nhạc tinh dạ cùng một đạo toàn thân ba phủ tại áo bào xám bên trong bóng người chậm rãi đi ra đúng lúc này nguyên bản trời sáng khí trong trời trong gió nhẹ bồn phía bỗng nhiên biến thành đen một tiếng hờ lạnh tiếng theo hư bầu trời vang lên nhạc tinh dạ người coi như cho phía sau ngươi người này dùng tới ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn nấp thật pháp lại như thế nào cái này thất tình lục dục giao dùng đại pháp khí tức ta đã cảm thấy hắn cũng là chọn lấy thất tình lục dục phiến kẻ cầm đầu á vừa mới nói xong một bàn tay lớn bỗng nhiên phóng tới nhạc tinh dạ người sau lưng hai đạo nhân ảnh đồng thời ngưng thực đương nhiên đó là thánh nguyên tiên phủ người áo đen cùng mặt đen nam tử Do phút này, trong mắt bọn họ lộ ra hưng phấn. Bọn họ đã đợi ba ngày, rốt cục bị bọn họ chờ đến. Nguy rồi, nhạc tình dạ sắc mặt nhất thời đại biến, bỗng nhiên quay đầu, nói ra. Thủ dương sư huynh, chúng ta bị mai phục, tinh dạ tổ sư không có sao chứ. Cùng lúc đó, theo bái phòng dung thần thiên đệ tử ngoại tông đám người rời đi phương trần, chính ngẩng đầu nhìn trời, thầm nói. Yên tâm, sư tôn không có va xếp gì. Lúc này, Tuấn Mỹ yêu nhiêu điển sơn liễu chính cưới tại trên một con ngựa, cười híp mắt trả lời phương trần ta cũng cảm thấy tinh dạ tổ sư chiến lực vô song thải bổ tông kẻ trộm nhất định có đến mà không có về phương trần thổi phồng hai câu lập tức nói ra đương nhiên nếu là cần muốn giúp đỡ điên trưởng lão có thể mở miệng nghe vậy điên sơn liễu bật cười nói đa tạ phương trần truyền hảo ý mặt khác tuy nói sư tôn ta hẳn là đem thải bổ tông đại thừa dẫn đi nhưng lúc này cái này dung thần thiên bốn phía phải có không ít bọn họ phải ra tay mắt các ngươi phải cẩn thận chút tránh cho bị người nhìn ra ngươi người mang công pháp sự tình có điều cái này cũng có thể là ta nghĩ quá nhiều lúc trước sư tôn ta cho lấy có thể liếc một chút nhìn ra ngươi người mang âm dương giao hợp chân chính truyền thừa là bởi vì hắn cùng là đạo này cường già nhưng thải bổ tông công pháp đến cùng là thất truyền quá nhiều năm bằng không sư tôn ta cũng không thể nào nhìn thấy ngươi mặt thứ nhất lúc không có nhìn ra ngươi người mang thất tình lục dục giao dung đại pháp cho nên sự kiện này cũng không cần quá mức lo lắng các ngươi chỉ là cần phải đề phòng thải bổ tông đối với các ngươi hạ độc thủ liền tốt dù sao ngươi cùng khương chân truyền đều là thải bổ tông trong mắt cực phẩm nhân tài nghe nói như thế phương trần không khỏi gật đầu đa tạ điền trưởng lão nhắc nhở tại phương trần đem thất tình lục dục giao dung đại pháp viết ra về sau nhạc tinh dạ tiện tay chuẩn bị đưa phương trần rời đi dung thần thiên bởi vì nhạc tinh dạ tâm lý rất rõ ràng thánh nguyên tiên phủ đại thừa sẽ không như vậy mà đơn giản đem sự tình để xuống hắn đổi chỗ suy nghĩ nếu là thánh nguyên tiên phủ lấy chính mình không biết thủ đoạn đem thịnh thế mỹ cảnh triệu hoán đi qua mà nói vậy mình chỉ sợ liền xong tu tâm tư cũng bị mất Nguyên nhân chính là như thế, Nhạc Tinh Dạ cảm thấy, Thánh Nguyên Tiên phủ đại thừa tất nhiên sẽ tại Dung Thần Thiên bốn phía tiếp tục điều tra. Vì ngăn ngừa Phương Trần bị điều tra ra, Nhạc Tinh Dạ lợi dụng theo Phương Trần trong tay vừa lấy được Thất Tình Lục Dục Giao Dung Đại Pháp, đã là một ít công pháp trên chuẩn bị, sau đó liền cùng Dung Thần Thiên một tên khác Đại thừa tổ sư kinh thủ Dương cùng nhau xé rách vết nứt không gian rời đi, cho Phương Trần rời đi sáng tạo cơ hội. Quả thật đúng là không sai, một cử động kia đã dẫn phát Thánh Nguyên Tiên phủ chủ ý bọn họ lập tức liền đuổi theo nhạc tinh giả dạ. mà tại thánh nguyên tiên phủ người bị dẫn dắt rời đi thời điểm Điền sơn liễu thì là mang theo phương trần cùng khương ngưng y theo đệ tử ngoại tông đội ngũ cùng nhau rời đi dung thần thiên tiến về dung thần thiên bên ngoài mộ vũ thành chỗ đó có một chỗ truyền tống trận mà phương trần tại dung thần thiên trong ba ngày này điền sơn liễu hoàn thành nàng đối đạo đồ tìm kiếm nhận biết cũng không biết vấn tình đến cùng đối điền sơn liễu nói cái gì mọi người chỉ biết là điền sơn liễu rời đi vấn tình lộ về sau liền thuế biến nàng lần này dư vững nguyên trạng vẫn như cũ là bộ kia tuấn mỹ tướng mạo yêu như vóc người mà bởi vì điền sơn Liễu muốn cùng âm dương giao hợp tiến hành âm dương giao hợp ý nghĩ nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là dung thần thiên phần lớn người sự định hướng cho nên năng liên chính thức trở thành nguyên ương tự đệ tử sau bởi vì tu vi quá cao trực tiếp trở thành dung thần thiên trưởng lão tốt phương chân truyền khương chân truyền một vũ thành ngay ở phía trước ta liền đưa các người đến nơi đây lúc này điền sơn liễu mừng lại đối với phương trần nói ra đa tạ điền trưởng lão đưa tiến nghe vậy phương trần cùng khương ngưng y lập tức nói ra không còn đa tạ sau đó điền sơn liễu mỉm cười quay người rời đi đối với điền sơn liễu rời đi bốn phía đại đội mũ người ngược lại là không có gì kinh ngạc dù sao điền sơn liễu giảm thấp xuống tu vi tất cả mọi người cho là nàng chỉ là một tên tâm thường dung thần thiên đệ tử đi ra đưa đi bạn bè mà thôi mà về phần điền sơn liễu cùng phương trần đối thoại vậy dĩ nhiên càng là không người nghe thấy đưa mắt nhìn điền sơn liễu sau khi rời đi phương trần cùng khương ngưng y cưỡi ngựa dung nhập đại đội mũ tiến nhập mộ vũ thành mà tại bọn họ dung nhập đại đội ngũ thời điểm nằm tại trên lưng ngựa nhất thiên tam đột nhiên truyền âm hỏi thăm phương trần nói phương trần bây giờ không có ở đây dung thần thiên ta có thể nói chuyện sao nghe vậy phương trần sững sờ lần này không có truyền âm mê mơ có ý từ gì ta cái gì thời điểm không cho ngươi nói chuyện rồi ghé vào phương trần đỉnh đầu dự không nghe nói như thế nhất thời ý thức được cái gì nói ra ta không cho ta sợ nó không cẩn thận đem người khác cho điểm rồi phương trần nghe vậy lúc này giật mình tiếp lấy nhìn thoáng qua bồn phía ân không có chút cơ kỳ trở xuống mà lại hiện tại có hắn cùng dực khung nhìn lấy nhất thiên tam điểm không được người khác ngươi nói chuyện a à? nghĩ tới đây phương trần đối với nhất thiên tam nói ra nhất thiên tam lúc này gieo hò một tiếng ta có thể nói chuyện rồi ta nhanh nín chết khương ngưng y gặp nhất thiên tam gieo hò không khỏi cười một tiếng vậy ngươi nín lâu như vậy có cái gì muốn nói sao nàng hai ngày trước còn đang kinh ngạc vì sao nhất thiên tam một mực không nói chuyện nguyên lai like là bị dực hung cho cấm chỉ nhất thiên tam tò mò hỏi ta muốn biết mọi người nói âm dương giao hợp là cái gì ta cũng muốn học một chút mọi người khương ngâm y mỉm môi không nói phương trần mười phần trầm mặc nhất thiên tam nhìn không một người nói chuyện sau đó cũng không dám nói tiếp nữa bây giờ nhất thiên tam đã sắp kim đan kỳ phương trần mỗi ngày đều có điện hắn giúp hắn tu luyện bất quá bởi vì phương trần thượng cổ thần khu tu vi dừng lại thời gian rất lâu nhất thiên tam tốc độ tiến bộ cũng càng ngày càng chậm tại dung thần thiên trong ba ngày phương trần kiếp thai đã ngưng kết nửa cái thân thể Phương Trần có thể rõ ràng cảm giác được, kết thai ngưng tụ tốc độ so trước đó càng nhanh hơn hơn không ít. Cái này khiến hắn không khỏi đang suy nghĩ, cái kia hao phí thời gian dài như vậy mới ngưng tụ ra ra mặt, đến cùng nên dày bao nhiêu. Mà ngoại trừ kết thai bên ngoài, Phương Trần thần tướng khải, quốc tính chi lực, trường hận thiên ma chi lực đều phải đến khác biệt trình độ tăng lên. Thần tướng khải ổn định đẩy mạnh lấy, quốc tính chi lực thì là xuất hiện một trận ngắn ngủi bạo phát, cách kim đan tầng thứ càng ngày càng gần. Phương Trần cho rằng, có lẽ là Phương Huệ đi đến đan đỉnh thiên về sau, chiếm được kỳ ngộ gì cũng không nhất định. Mặt khác, trường hận thiên ma chi lực thì là bởi vì Phương Trần thực lực tăng lên mà tương ứng tăng lên. Phương Trần cho rằng, chờ trở lại đạm nhiên tông về sau. Chính mình ngay trước du khởi nốt phản hư đỉnh phong kim tuyệt thiên ma lực lượng về sau, thực lực của mình cùng trường hận thiên ma lực lượng đều sẽ nhận được kiểu bay vọt tiến bộ. Đương nhiên, điều kiện tiền quyết là trước phải đen thần anh ngưng tụ, mà thần anh ngưng tụ, vấn đề khó khăn lớn nhất chính là độ kiếp. Nghĩ tới đây, Phương Trần khẽ trao mày. Đó là cái vấn đề lớn. Một vũ thành cùng giàu có lịch sử khí tức tiên dương thành không giống nhau, mười phần màu mỡ, náo nhiệt. Đại lộ đều là do nguyên một khối to lớn vuông vức phiến đá làm thành, thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có giảm tốc trận pháp, để tránh có người tọa kỵ sẽ xuất hiện tốc độ quá nhanh, thương tới người khác tình huống. Phương Trần không có gấp đi truyền tống trận, mà chính là mang theo Khương Ngưng Y cùng Dực Hung đi phụ cận khách sạn, đã tới những thành thị khác, tự nhiên muốn thể hội một chút địa phương phong thổ nhân tình. Đương nhiên, Chủ yếu cũng là bởi vì hắn vừa mới đột nhiên cảm giác mình giống như sắp kim đan cửu phẩm. Đến tìm một chỗ đột phá một chút trước, hắn cũng không muốn tại trong truyền tống trận đột phá. Cùng lúc đó, Khương Ngưng Y khuôn mặt có chút hồng hồng, nàng cho lấy đôi má ưng hồng, toàn bởi vì yên cảnh. Vừa mới phương trần tới cùng với nàng nói một câu nói, Ngưng Y, chúng ta trước không nóng này trở về đạm nhiên tông, ta cảm giác tu vi có dị động, khả năng sẽ phải đột phá. Chúng ta đi trước trong thành khách sạn lớn nhất thanh nhạc nhã uyển nghỉ ngơi, đợi ta sau khi đột phá, chúng ta lại về đạm niên tông. Nghe được lý do này, Khương Ngưng Y tự nhiên là lập tức đồng ý. Đồng ý xong về sau, liền cùng Phương Trần thay đổi phương hướng, tiến về thanh nhã vui uyển. Mà nhìn thấy nàng và Phương Trần không có tiếp tục đối thoại, yên cảnh lại bắt đầu. Anh 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 nhá, lý do, đều là lý do. Tu luyện chi nhân, há không có cách nào áp chế tự thân tu vi tiến triển khả năng. Chủ nhân, người lúc trước đều có thể áp chế ngưng anh tiến độ. Phương sư huynh so người còn lợi hại hơn, thiên phú tự nhiên càng bỏ thêm hơn không thể, lấy năng lực của hắn. Làm sao có thể không cách nào trì hoãn đột phá tốc độ? Nguyên nhân chính là như thế, ta cho rằng hắn là cố ý tìm cái lý do chính đáng, muốn lưu ngươi tại mộ vũ thành. Nói không chừng, lần này chúng ta có thể tại mộ vũ thành nhìn pháo hoa. Mà lại, hắn còn cố ý chọn lựa nhiều người nhất thanh nhạc nhã uyển, điều này đại biểu lấy cái gì? Thứ nhất, nhiều người ở đây, đại biểu cái gì? Đại biểu nơi này không tiện đột phá, ai đột phá không cần một cái thanh tâm an tính địa phương. Ta không tin hắn không cần, cho nên, hắn chọn nơi này, nói do cũng là không vì đột phá đi. Hừ hừ, Thứ hai, vẫn là nhiều người, người càng nhiều. Gian phòng liền không đủ dùng, thanh nhạc nhã uyển có thể không nhất định lại rảnh rối ở giữa thuật pháp, gian phòng nhất định là có hạ Nói không chừng chờ một chút các ngươi liền có thể ở tại trong một cái phòng. Mà lại, một vô thành thế nhưng là cách sung thần thiên gần nhất thành trì, điều này có ý vị gì? Hừ hừ, nơi này chính là vô số tu tiên giả đều sẽ tới du ngoạn địa phương. Phải biết, dung thần thiên mặc dù cũng có tình duyên cốc loại hình nói chuyện yêu đương thánh địa, nhưng trung quy là không thu lấy bất luận cái gì linh thạch không có linh thạch duy trì như thế nào lại có vô cùng hiệu quả mộ vũ thành nơi này mới thật sự là nói chuyện yêu đương thánh địa phương sư huynh lưu người ở chỗ này chính là muốn cùng người thật tốt nói chuyện yêu đương âm dương giao hợp động phòng hòa trúc anh ha 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 khương ngưng y nghe bên tai yên cảnh ồn ào lời nói đôi má xinh xinh cho nói đỏ lên không phải thẹn thùng là rất giận nào muốn đem chính tại điên cuồng cười to yên cảnh đánh một trận quá ô na đương nhiên khương ngưng y có thể hiểu được vì sao yên cảnh đột nhiên điên rồi nguyên nhân rất đơn giản liên cùng nhất thiên ta một dạng ba ngày nay bên trong yên cảnh hiểu rõ không ít dung thần thiên thánh địa nhưng khương ngưng y cùng phương trần đều chỉ lo tu luyện sau đó nàng chỉ có thể vô cùng bất đắc dĩ kìm nén bây giờ nhìn thấy phương trần muốn dẫn khương ngưng y đi thanh nhạc nhã uyển tự nhiên là phát như bị điên nhưng điên về điên sự tình không có có như yên cảnh suy nghĩ thuận lợi như vậy thanh nhạc nhã uyển gian phòng cũng không khan hiếm mà lại phương trần cũng không thể nào chỉ đặt trước một cái phòng hắn đặt trước cái tiểu viện ba cái gian phòng vừa vạn thích hợp chính hắn khương ngưng y cùng dược hùng nhất thiên tàm các một gian phương công tử căn này cảnh sắc mặc dù tốt nhất nhưng linh khí cũng không phải như vậy sung túc nếu như ngài cần linh khí ta có thể cho ngài đề cử thanh linh các tại phương trần sau lưng một tên thân mặc cẩm ý trên mặt nụ cười nam nhân trẻ tuổi theo đã trước hết một gian nhưng tiểu viện về sau mọi người tự nhiên liền muốn đi qua vào ở trên đường khương ngưng y hỏi đầy miệng nói gian viện này linh khí như thế nào nàng không có bộc lộ ra phương trần muốn đột phá sự tình nhưng người trẻ tuổi kia lại nhạy cảm bắt được phương trần cùng khương ngưng y cần linh khí sự tình sau đó dự định lại chào hàng chào hàng phương trần cùng khương ngưng y mặc dù đem xích tôn giới thu vào nhưng y phục của hai người đều không phải là phổ thông vải áo người trẻ tuổi tự nhiên nhìn ra được bọn họ có cái này tài lực bất quá phương trần tu luyện đến nay cái gì thời điểm dựa vào qua linh khí hắn tự nhiên là uyển chuyển cường ngạnh cự tuyệt ta không muốn nghe vậy người trẻ tuổi chỉ được lập tức từ bỏ chào hàng, cười đưa ra mấy cái tấm lệnh bài nói. Cái kia tiểu sẽ không quấy dây phương công tử, đây là ngài sẽ phải vào ở vân tâm viện không chế lệnh bài, phương pháp sử dụng tại trong mọc giản, xin ngài cất kỹ, có và xếp có thể tùy thời kêu gọi chúng ta. Được, khổ cực, phương trần gật gật đầu, người trẻ tuổi mỉm cười thổ lui, bọn người sau khi đi, phương trần cùng khương ngưng y để ra vân tâm viện cổng đi vào. Vân tâm viện vô cùng to lớn, nhưng có thể chỗ ở rất nhỏ, chỉ có ba gian phòng còn lại địa phương thì là rộng lớn dòng nước giả sơn lâm viên giờ phút này cực kỳ lịch sự ta nhã vận vị hai người thuyền nhỏ tại dòng nước trên ngừng lấy do linh khí không gián đoạn ngưng tụ ra mây mù tiêu tán trong không khí bốn phía còn có gió nhẹ thổi lất phất mở ra đóa hoa màu tím cây cao mùi hương thơm bị thổi ra tán trên không trung bàn đu dây tại bên cây lờ đáng có chút lắc mà tại cách nó không xa thì là một ngọn núi giả trên núi có một tòa cái đình nhỏ trong đình có một tô nguyên hương điêu khắc nghe nói sử dụng tới về sau sẽ có tùy cơ thiên tượng sinh ra nó tác dụng có chút cùng loại với từ quý thuyền trừ cái đó ra vân tâm viện bên trong vẫn còn có công trình nhưng phương trần liền không nhìn nữa bởi vì hắn cảm giác thật muốn không sai biệt lắm sư huynh cần ta mời sư tôn ta tới hộ pháp sao lúc này khương ngưng y dò hỏi không cần ở chỗ này vẫn là có thể không cần lo lắng phương trần cười nói khương ngưng y nhất thời gần một cái vậy là tốt rồi sau đó phương trần liền đang muốn đi vào giữa phòng nhưng vào lúc này ngoài cửa đột nhiên đi vào một người Phương Trần cùng Khương Ngưng Y cùng nhau sững sờ, liền trông thấy là một tế áo hồng nữ tử. Thấy thế, Phương Trần cùng Khương Ngưng Y liếc nhau, đều là nhìn đến song phương trong mắt nghi hoặc. Đây là ai? Áo hồng nữ tử đi vào về sau, liền đứng ở trước cửa, mang theo ầy này nói ra. Xin lỗi, ta không phải có ý quấy dày. Ta vừa mới tại tới vào ở trên đường, đúng lúc tại hai vị sau lưng, mà đi qua hai vị đi qua địa phương lúc, ta nhặt được một khối ngọc bội, không biết lại sẽ là hai vị. Nghe vậy, Phương Trần cùng Khương Ngưng Y đều cảm thấy không đúng. Khương Ngưng Y chính mình không mang theo ngọc bội, Phương Trần Ngọc Bội là bà ngoại tặng, hắn cũng không mang ở trên người, hắn mang ở trên người chỉ có Khương Ngưng Y đưa cho hắn kiếm ý túi thơm. Nghĩ tới đây, Phương Trần lúc này nói ra, hắn không phải là chúng ta, ngươi đi nhà tiếp theo hỏi một chút đi. Đồng thời, hắn nội tâm cảnh giác, mẹ nó, gia hỏa này từ có chút mặc danh kỳ diệu, chính mình lại dẫn hai cái khí vận chi tử. Tê gia hỏa này sẽ không phải là thiên mà nghĩ tới đây phương trần vừa mới con mang theo lòng khuôn mặt lập tức căng cứng đồng thời bắt đầu cân nhắc muốn hay không uống thuốc độc tự sát nhìn xem chính mình có thể hay không đã thân chúng huyễn thuật nghe vậy áo hồng nữ tử mỉm cười đã không là công tử cái kia quấy dày nói xong áo hồng nữ tử đối với phương trần cùng khương ngưng y có chút thì lễ kết quả hành lễ xong sau nàng đột nhiên kinh dị một tiếng nói anh công tử ngươi thế nhưng là đạm nhiên tông chân truyền phương trần Phần y nữ tử lời nói rơi xuống về sau, toàn bộ vân tâm viện đều yên lặng một chút. Mọi người, Phương Trần, Khương Ương Y, dư khung ba mặt trầm mặc nhìn lấy nàng. Phương Trần cảm giác mình lập tức bị gia hòa này cả sẽ không. Người cái tên này, hướng ta tới liền hướng ta tới, ta cũng không phải là không thể tiếp nhận âm mưu quỷ kế. Nhưng người diễn thành dạng này, giới ta có phải hay không không rất thích hợp. Phần y nữ tử thì là vẫn như cũ duy trì lấy kinh ngạc biểu lộ, không bị ảnh hưởng chút nào. Một lát sau, Phương Trần đột nhiên cười ha ha, nói ha 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 cái này đều bị người đã nhìn ra nhìn thấy phương trần cười to phần y nữ tử nụ cười trên mặt nhất thời rực rỡ lên kết quả nụ cười vẫn chưa hoàn toàn bày ra liền cứng đờ bởi vì phương trần cười xong sau liền gật đầu nói không sai ta chính là đức thánh tông chân truyền du khởi phần y nữ tử nụ cười của nàng nhất thời cứng đờ trố mắt chỉ chốc lát về sau nàng mới miễn cưỡng duy trì lấy nụ cười nói công tử ngài nói đùa sao kết quả phương trần lại lần nữa cười ha 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 không tệ không tệ Ngươi thế mà biết ta là tại đùa diễn với ngươi phần y nữ tử gặp phương trần thật sự là đang cùng mình nói đùa cứng đờ nụ cười lại giãn ra vừa muốn nói chuyện kết quả phương trần cười to nói không sai ta vừa mới đúng là nói đùa tình huống thực tế là du khởi đã không phải là đức thánh tông chân truyền hắn hiện tại là thánh tử nhưng bởi vì ta làm bộ còn là chân truyền lúc du khởi cho nên ngươi cảm thấy ngươi bây giờ phải gọi ta cái gì không phần y nữ tử năng nụ cười trên mặt đã nhanh duy trì không được công công tử ngài thật thích nói diễn nàng đột nhiên minh bạch đạm nhiên tông phương trần năm đó ác danh là chuyện gì xảy ra một bên rực hung chừng lớn mắt hổ trần ca cái này phương thức nói chuyện ta cùng đại đạo có 39 phân tương tự quả thật không hổ là sư đồ mà khương ngưng y thì là bắt đầu suy nghĩ một vấn đề năm đó phương sư huynh cũng sẽ dùng loại phương thức này tra tấn ngoại môn đệ tử sao đúng lúc này phương trần bỗng nhiên mặt không biểu tình thản nhiên nói là người trước cùng ta nói đùa gặp phương trần sắc mặt biến lạnh phần y nữ tử chuyện để không cười được nàng vội vàng xin lỗi nói ra xin xin lỗi phương chân truyền khương chân truyền vừa rơi ngọc buổi câu chuyện chỉ là tiểu nữ từ một số tâm cơ thực thì chỉ là vì mượn cớ tiếp cận hai vị cùng hai vị nói chuyện mà thôi cũng không phải là mang trong lòng ác nghiệm đồng thời phần y nữ tử trong lòng thở dài một hơi đến đến khó trách biểu ca tại phương trần thủ hạ nơm nớp lo sợ tại loại này nhìn không thấu người thuộc hạ làm vào sức làm sao có thể không nơm nớp lo sợ à năng tự xưng là tư sắc không tính tuyệt hảo nhưng cũng là duyên dáng mỹ nhân thêm nữa trang điểm ra mặt tinh xảo cùng dung thần thiên mấy cái tiểu tí muội đã từng xâm nhập tu tập qua thuật pháp cùng son phần phối hợp loại tình huống này đã có thể làm ra tuyệt sắc cảm giác ở loại tình huống này cho dù có nam nhân biết mình là có ý thiết kế tiếp cận nhưng cũng sẽ phối hợp kém nhất tình huống bất quá chỉ là mặt lạnh cự tuyệt mà thôi nhưng sẽ không giống phương trần dạng này không nói hai lời chứ không có chút nào lố dích nói hiu nói vượn gặp phần y nữ tử xin lỗi phương trần khẽ gật đầu nói cái kia đã như vậy ngươi tự giới thiệu đi ta muốn nghe một chút ngươi đến cùng muốn làm gì phần y nữ tử vội nói Phương Trân chuyển, ta tên là Diệp Chỉ Vân, đến từ Lẫm Thành. Biểu cao của ta là Đạm Nhiên Tông Thiên Huyền Phong Trưng Thiên. Cái này vừa nói, Phương Trần nhất thời hơi sững sờ, chợt mừng tỉnh đại ngộ, nói tiếp. Hả, nguyên lai like là Lẫm Thành Diệp ra, tốt, người tiếp tục biên. Diệp Chỉ Vân, năng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Phương Trân chuyển, ta không có nói bậy, ta có Diệp ra lệnh bài cùng tuyệt học gia truyền có thể chứng minh. Nói xong, nàng còn lấy ra một khối trương gia lệnh bài. Phương Trần cười cười nói, không có va xếp gì ta không nhìn con người của ta đơn thuần thật thà dễ dàng mắc lừa ngươi vẫn là nói thẳng ngươi tìm ta mục đích là cái gì sao khương ngưng y đều có chút nghe không nổi nữa truyền âm nói sư huynh thu liễm một chút phương trần cười khoát tay truyền âm trả lời yên tâm ta lại không có khi nhục nàng khương ngưng y mê mơ sư huynh ta không phải lo lắng nàng ta chỉ là thay ngươi xấu hổ mà thôi phương trần khương ngưng y đối với phương trần nháy mắt mấy cái lộ ra một cái vô tội nụ cười một bên Diệp Chỉ Vân không biết hai người tại nói riêng một chút lời nói, chỉ có thể câu nệ cung kính hành lễ nói. Phương chân truyền là như vậy. Ta trước đó thụ biểu ca ta mời, tại thiên huyền phòng quan sát bách phong thi đấu, trong lúc đó thấy được phương chân truyền ngài đang lầm xích tôn thiên thê anh tư. Cho nên, vừa rồi tại trong thành ngẫu nhiên gặp, mới liếc một chút nhận ra ngài tới. Bởi vì ta tính cách sụt rè, đành phải suy nghĩ cái vụng về biện pháp, muốn cùng ngài tiếp lời. Phương Trần gật đầu, sau đó thì sao? Mê mơ, Diệp chỉ vân trầm ngâm một lát, vẫn là quyết định nói thẳng nói là như vậy ta nghe nói trong thành có một tòa đầu giá hội sắp mở ra muốn mời ngài cùng đi đầu giá hội nghe vậy phương trần ánh mắt sáng lên buổi đấu giá này có vật gì tốt nói tỉ mỉ hắn nói xong nhịn không được nhìn thoáng qua khương ngưng y khương ngưng y thấy thế có chút kỳ quái vì sao phương sư huynh đột nhiên biến đến kích động như vậy không phải liền là đấu giá hội sao có gì đặc biệt diệp chỉ vân cười khan nói phương trần truyền buổi đấu giá này ngược lại là không có gì đặc biệt nghe nói như thế, có chút kích động lên. Phương Trần nhất thời có chút thất vọng. liền cái này, Diệp Chỉ Vân lời nói sai chuyện lại nói. Chỉ bất quá, đầu giá hội tổ chức người khê Vân tiên sinh mấy ngày trước, từng đem hắn một khối tổ huyết thạch biểu hiện ra, lên tiếng định dùng cho trao đổi. Mà ta biết ngài một mực tại tìm kiếm tổ huyết thạch, cho nên muốn đem tin tức này nói cho ngài. Nói xong, Diệp Chỉ Vân nhìn về phía rước khung, đối với hắn mỉm cười. Mà Phương Trần nghe nói như thế, nhất thời sững sờ. Tổ huyết thạch, đây chẳng phải là vừa vạn thích hợp bản thân. Trên thực tế, Phương Trần từng đối Trương Thiên nói qua, hắn muốn cho Dược Hung sưu tập tổ huyết thạch. Phải biết, thượng cổ thần khu muốn đột phá, còn cần chín khối tổ huyết thạch, nhưng trong tay hắn chỉ có một khối, vẫn là không cẩn thận biểu sát cửu chảo yêu đế có được. Không nghĩ tới, bây giờ cái này Trương Thiên biểu muội thế mà có thể mang đến tổ huyết thạch tin tức, như thế nhưng Phương Trần cảm thấy có chút kinh hỉ. Nghe được cái này tin tức hữu dụng, Phương Trần ngược lại là rốt cục bắt đầu nghiêm chỉnh, hắn tiến lên cười nói, cái kia, Diệp cô nương, tiền đến ngồi, nhìn ta, cũng là hồ đồ rồi, vừa tới nơi này, cũng không biết nơi nào có thể ngồi người, hiện đang quan sát nửa ngày mới nhìn đến. Ta lúc này mới nghĩ đến mời người tiền đến, xin lỗi á, Diệp chỉ vân lẽ phép cười, Phương Trần truyền không cần khách khí như thế, đồng thời, trong nội tâm nàng lại lần nữa thầm than một tiếng đến đến, Phương Trần, thật do so, biểu ca còn biến áo không ngừng trên thực tế diệp chỉ vân là tới dung thần thiên tìm kiếm tỉ muội vui đùa vui đùa thời khắc nên đạt được tổ huyết thạch tin tức về sau nàng vốn định mang theo tin tức này đi đạm nhiên tông tìm trương thiên cùng trương thiên giao đổi đồ vật nhưng là không nghĩ tới vừa lúc ở nơi này đụng phải phương trần